Mai Tuấn và Hồng Hà xin cảm ơn quý vị đã trở lại với hệ thống truyền hình VBS. Sau đây là phần tin chi tiết của thế giới. Mời anh Mai Tuấn trình bày bản tin đầu tiên ạ. Một hàng không mẫu hạm của Nga đã phát hỏa khiến cho hai thủy thủ bị thương. Chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga hôm 12 tháng 12 đã bắt lửa trong khi đang được bảo trì tại cảng Murmansk của Nga, làm cho hai thủy thủ bị thương. Hãng Reuters đã đưa tin cho hay là quân nhân trên tàu đã được di tản trong khi lực lượng ứng cứu khẩn cấp tìm cách dập lửa. Hàng không mẫu hạm có tên gọi là Admiral Kuznetsov từng tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở Syria nhằm hậu thuẫn Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad. Các máy bay trên tàu đã được tiến hành các vụ không kích nhắm vào lực lượng nổi dậy. Vẫn theo hãng tin Reuters, hàng không mẫu hạm này từng gặp rắc rối hồi năm ngoái khi đang được đưa vào sửa chữa. Các hãng thông tấn trước đó đưa tin rằng vụ hỏa hoạn ở Murmansk đã làm cho 6 người bị thương. Tàu Admiral Kuznetsov đã từng bị cựu bộ trưởng Trung Quốc, hay nói đúng hơn là cựu bộ trưởng quốc phòng của Anh là ông Michael Fallon gọi là con tàu đáng hổ thẹn vào năm 2017. Cả nước Nga chỉ có một cái hàng không mẫu hạm duy nhất. Nói gì đây thưa quý khán thính giả? Dĩ nhiên là khi là Liên bang Xô Viết thì có nhiều hơn. Như thể Ukraine họ cũng có và Liên bang Xô Viết lúc giờ khá mạnh. Nhưng bây giờ là Nga, chỉ mình nước Nga không thì có một chiếc mà thôi. Sao nói được chuyện gì nữa. Vâng, xin mời Hồng Hà. Cảm ơn anh. Vẫn từ nước Nga, thưa quý vị, Nga trục xuất hai nhà ngoại giao Đức. Hôm 12 tháng 12, Nga đã trục xuất hai nhà ngoại giao Đức để trả đũa việc Đức trục xuất hai nhân viên của Đại sứ quán Nga ở Berlin tuần trước vì một vụ giết hại ở thủ đô của Đức mùa hè năm ngoái, theo Reuters. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng nước này có bước đi như vậy, theo nguyên tắc có đi có lại, và yêu cầu họ phải rời Nga trong vòng 7 ngày tới. Đức trục xuất hai nhân viên Đại sứ quán Nga hôm 4 tháng 12 sau khi chính quyền Nga không hồi đáp đề nghị của Đức về việc giúp đỡ làm sáng tỏ vụ giết hại một người Georgia giữa ban ngày hôm 23 tháng 8. Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Đức hôm 12 tháng 12 nói rằng việc Nga trục xuất các nhà ngoại giao Đức phát đi một tín hiệu sai và không chính đáng. Tin cho hay, các công tố viên Liên bang Đức đã đảm nhận cuộc điều tra sau khi kết luận rằng các bằng chứng cho thấy sự can dự của chính phủ Nga hoặc Chechnya. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần này cáo buộc rằng người đàn ông bị giết là một kẻ cướp và kẻ giết người, và nói rằng Nga đã nhiều lần yêu cầu Đức dẫn độ ông này nhưng không được đáp ứng. Nước nào bỏ tù nhiều ký giả nhất trong năm 2019? Và sau đây là câu trả lời thưa quý khán giả. Con số nhà báo bị giam ở trên toàn thế giới vẫn gần với mức cao kỷ lục. Theo kết quả thăm dò hàng năm được Ủy ban Bảo vệ Ký giả, viết tắt là CPJ, đã công bố hôm 11 tháng 12. Theo đó, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Ai Cập là những quốc gia bỏ tù nhiều ký giả nhất trên thế giới. Và trong 4 năm liên tiếp, hàng trăm ký giả đã bị bỏ tù trên toàn thế giới giữa lúc những nhà độc tài như là ông Tập Cận Bình, ông Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, rồi hoàng tử Bin Salman của Ả Rập Xê Út, cũng như Fatou El Sisi không cho. Thế nên là không có dấu nào cho thấy là họ nhẹ tay đối với truyền thông chỉ trích họ. Đó là báo cáo của tổ chức CPJ điều tra các trại giam 2019 cho biết như vậy. Dù con số các nhà báo bị giam trên toàn thế giới giảm từ 253 người xuống còn 245 người vào năm 2019, nhưng tổ chức theo dõi tự do báo chí CPJ có trụ sở tại New York đã cho biết là các nhà báo bị truy tố về tội loan tin thất thiệt hay là tin giả tiếp tục leo thang. Con số báo cáo cho thấy các nhà báo bị truy tố về tội tin giả tăng lên thành 30 người so với 28 vào năm ngoái. Đó là kết quả của CPJ mà chúng tôi gửi tới quý khán giả để chúng ta biết rằng
các nhà làm báo dễ bị các nhà độc tài, đúng là như vậy. Nếu mà nói xấu các ông một cái hay là vớ vẩn là không phải là quyền tự cái không được phép nói. Chúng tôi là nhất, thành ra bỏ trâu luôn, chả anh nào làm được cái gì cả. Quay sang nước Anh, nữ hoàng không bỏ phiếu và chuyện lạ về bầu cử tại Anh. Anh Quốc đã bầu cử quốc hội ngày hôm qua 12 tháng 12 nhằm tháo gỡ bế tắc Brexit, nhưng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị không làm cử tri. Tin rằng đảng lao động Anh của ông Jeremy Corbyn ủng hộ đề xuất thủ tướng Boris Johnson thuộc đảng bảo thủ để Anh sẽ lại bầu cử vào tháng 12 này, không khiến dư luận ngạc nhiên. Tôi thấy người Anh rất thực tiễn, bế tắc mãi ở nghị trường không xong thì để dân chọn nghị viện khác. Các dân biểu mới làm ông nghị bà nghị từ tháng 6 năm 2017 phải tự sai thải để cử tri chọn lại chính họ hoặc người đại diện mới. Mùa Giáng sinh tới hẳn có vị cắt miếng gà tây nướng giòn trong tiệc Christmas dinner mà miệng đáng ngắt vì chỉ còn danh cụ nghị sĩ. Người thắng cử tên tuổi công bố sáng 13 tháng 12 thì nâng ly mưa ngoài thơm nóng vì chưa biết cục cân gà Brexit dài tới đâu. Bà 4 lần đẩy luật Brexit và các nghị trình khác qua nghị viện không xong, khiến ông Boris Johnson phải cho bầu cử sớm, trước hạn. Ông nhận hạn Brexit mới Liên minh châu Âu ban cho đến hết tháng 1 năm 2020, sau khi thề hy sinh dưới chiến hào, không chấp nhận quá hạn ngày 31 tháng 10. Và thưa quý khán thính giả, sau đây là một cái tin thỉnh thoảng xảy ra. Và tin này thì không biết là các quý bà, quý cô nghĩ thế nào. Riêng Hồng Hà của VBS thì chắc cũng không dám nghĩ tới. Bởi vì nếu mà có đủ số tiền như vậy thì cũng không mua được. Bởi vì dành cho những tổ chức hay những người chuyên sưu tầm thì mới có thể mua được cái tin mà chúng tôi gửi tới quý vị sau đây quý vị nhé. Đó là tin nói về một chiếc áo đầm của công nương Diana được bán với cái giá là 347.000 Mỹ Kim. 347.000 Mỹ Kim là nhiều lắm. Bản tin cho biết là một tổ chức từ thiện của Anh Quốc đã chi 347.000 Mỹ Kim để mua lại chiếc áo đầm nhung màu xanh của công nương Diana mặc khi khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc năm 1985. Chúng tôi rất vui mừng khi mua được chiếc áo dạ hội mang tính biểu tượng này cho bộ sưu tập trang phục nghi lễ hoàng gia, là một bộ sưu tập mang tầm quan trọng quốc tế cũng như quốc gia. Đó là lời phát biểu của bà Lynn, người phụ trách tại cái tổ chức có tên là Historic Royal Palaces, HRP, là một tổ chức từ thiện độc lập trông coi các cung điện ở nước Anh. Tổ chức này đã chi 264.000 bảng Anh thưa quý vị, tức là tương đương với khoảng 347.000 Mỹ Kim để mua chiếc váy đầm này hôm 10 tháng 12 vừa qua, sau khi nhà đấu giá Kerry Taylor Auction không bán được chiếc váy, tức là chiếc áo đầm với giá kỳ vọng trong cuộc đấu giá tại thủ đô London hôm 9 tháng 12. Ông Kerry Taylor của tổ chức auction này ban đầu dự kiến chiếc áo đầm sẽ được bán với giá là 350.000 bảng Anh, tức là gần nửa triệu Mỹ Kim. Và họ cho biết tiếp là họ bán chiếc áo đầm này cho tổ chức từ thiện HRP thông qua, không có thông qua đấu giá, bởi vì giá đấu giá họ muốn cao hơn. Và chúng ta biết là công nương Diana đã mặc cái bộ váy nhung xanh và đeo vòng cổ kết hợp giữa sapphire và ngọc trai khi mà khiêu vũ với tài tử Hollywood của chúng ta lúc bấy giờ là John Travolta tại một sự kiện ở Tòa Bạch Ốc vào tháng 11 của năm 1985. Và khi nói đến công nương Diana thì nhất là những người lớn tuổi, trong đó có lẽ chắc Hồng Hà cũng biết, tôi thì cũng lúc đó cũng thay theo cháu, bởi vì công nương quá đẹp và dịu dàng, phải không? Sao vậy, em vẫn nhớ cái hình ảnh công nương Diana mặc cái này màu xanh dương đậm á. Nhớ không? Đúng như rồi. Như là vải nhung. Rồi. Dance with John Travolta. Một người mà chúng không mấy khi chúng ta thấy công nương há miệng to để cười hô hố. nhẹ nhàng duyên dáng lắm mà thôi. Chết quá sớm.
Mà cũng có nhiều tin đồn đãi là hoàng gia giết đấy, nhưng mà đồn thì cứ đồn thôi, cũng giống như tin Tổng thống John F. Kennedy bị ai đó giết, bây giờ ông có vẫn đi đâu kiến chưa có được giải mã. Vâng, thưa quý khán thính giả, vừa rồi là bản tin chót của Thế Giới, và sau phần thông tin thương mại, mời quý vị trở lại với Hồng Hà và Mai Tuấn để nghe tiếp tin châu Á với một vài tin chính như sau. Nước Gambia nói quân đội Myanmar không đáng tin. Trung Quốc diễn tập chống khủng bố ở Tân Cương.